Chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng review một bộ phim đã từng khiến khán giả vô cùng thích. Kezazu tỉnh lại trong trạng thái điên loạn, cầm gối ném vào người bên cạnh. Bởi vì khi trước đã giúp kiếm thánh Kuzeha chữa lành cánh tay bị gãy, nên toàn thân đã chịu một sự tấn công lớn. Mức độ tinh thần cũng trong trạng thái suy sụp, còn nói về sau sẽ không thể dùng loại kỹ năng phục hồi đáng sợ này nữa. Lúc này, công chúa phe không nhanh không chậm đến an ủi, thánh kiếm mà anh ta chữa trị lúc trước đã cứu được rất nhiều người. Cô biết anh rất đau khổ nhưng cô cầu xin anh hãy cứu nhiều anh hùng hơn nữa. Chỉ có thể khiến cho họ phục hồi sức mạnh mới có thể cứu hàng ngàn người dân vô tội. Tuy nhiên, Kezazu không hề bị đả động bởi vì anh ta không còn là cậu thiếu niên năm đó. Đối mặt với cùng một chuyện thì sẽ không thể bị lừa được, như vậy chỉ có thể giả ngây ngô diễn một màn kịch thú vị. Lúc này, phe đã trở lại phía sau và gọi người hầu gái mang hộp trà và một chút điểm tâm lên để chào hỏi anh. Kezazu nhìn thấy cốc trà cố ý bỏ đầy thuốc gây mê lấy ra hết can đảm để uống cho đến khi anh ta tỉnh lại lần nữa đã ở trong phòng thẩm vấn, phải đối mặt với sự thẩm vấn và ăn đấm thấm như Diana của chỉ huy hiệp sĩ. Đương nhiên, Du thật ra là một người thù dai. Tuyệt đối sẽ không bao giờ quên bị đánh 28 lần này. Lúc này, đội kim sĩ đi đến cho anh ta uống một bình thuốc lú như con cú, sau đó ánh sáng trong mắt dần trở nên đờ đẫn. Lúc phe đến, Du đã biến thành bộ dạng y hệt tên nghiện. Đến cả động tác biểu hiện đầy khao khát như vậy cũng có thể làm giống y thật. Phe dụ anh ta bằng một chai thuốc trước mặt, nói vài tiếng chó nghe thử. Kezazu căn bản không cần suy nghĩ đã làm theo, anh đã bị trúng đòn chí mạng của công chúa. Sau đó Kezazu lại liếm toàn bộ thuốc nghiện rơi trên mặt đất. Sau đó ở trên đỉnh đầu còn có thêm một bàn chân để anh ta hoàn thành hoạt động này, anh đã hoàn toàn không được coi là con người. Mỗi ngày, anh ta đều bị coi như một công cụ cải thiện kinh nghiệm. Ban đêm cậu bị ma túy hủy hoại, trị liệu cho những người khác, cho đến tận một đêm 6 tháng sau, bây giờ thuốc phiện đã không đủ để thỏa mãn Kezazu. Anh ta cố gắng thoát khỏi sự xiềng xích này nhưng phe đã bị hành vi này làm cho nổi giận nên cầm chiếc chai trong tay đập vào đầu anh ta nhưng ngay sau đó ánh sáng từ đôi mắt vốn bị mất quay trở lại người này là người phụ nữ lấy đi mọi thứ của anh ấy khiến anh ấy phải nếm trải mùi vị của địa ngục là đối tượng báo thủ phe cảm nhận được một luồng địch ý phòng tới nên vội vàng quay đầu kiểm tra thấy trước mặt vẫn là một mảnh trời yên biển lặng liền yên tâm rời đi Ke -Gia du chỉ là đi đến bể nước kiểm tra thành quả nỗ lực vài tháng nay mặc dù rủi ro rất cao nhưng bản thân đã mạnh mẽ hơn lại qua vài ngày Kejazu từ trong miệng của người lính đi qua biết được quốc vương đã đưa cận vệ của mình đến các nước khác. Tại thời điểm này, anh có thể dùng phương thức cận bã nhất, độc ác và tàn nhẫn nhất. Hãy tận hưởng màn báo thủ này cho đến khi cô ta khóc van xin anh đừng giết mình. Lúc này, tin tức Kejazu trốn thoát cũng truyền đến tai công chúa. Cô ta bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Qua một lúc, Leonard đã đưa Kejazu trở về, còn nói đến trong toàn bộ quá trình đuổi bắt đã nghe được một cơ mật. Phe không suy nghĩ nhiều, liền gọi chỉ huy dũng sĩ vào trong phòng của mình nhưng cô ta không biết là người đàn ông trước mặt này đã lấy mạng hai thủ hạ của cô ta. Phay cảm thấy có gì đó không đúng, muốn kích hoạt kỹ năng chống cự, nhưng lại bị tay của đối phương ép vào tường chặn lại toàn bộ ma lực. Lúc này cô ta mới biết chỉ huy trưởng đã bị bắt đi, bây giờ người bên cạnh cô ta không còn ai khác, chỉ có thể cầu xin. Tuy nhiên, Du cũng không nói nhiều điều vô ích, lập tức bẻ gãy hai ngón tay của cô ta. Còn nói, nếu cô có thể kiên trì từ đầu đến cuối mà không hét lên vậy thì cuộc báo thủ của anh sẽ kết thúc ở đây. Phe nghe xong cũng sẵn sàng đồng ý, hơn nữa còn thật sự kiên trì đến cuối cùng. Nhưng Du không muốn trò chơi kết thúc sớm như vậy, nên tốt bụng giúp cô ta khôi phục lại tất cả ngón tay. Du nhìn phe vẫn chưa hề cảm thấy thỏa mãn liền nói, cô ta hãy chọn một cây gậy đi. Ở đây có một cây màu đỏ, một cây của anh. Cô chọn cái nào? Qua một đêm, Du đưa theo phe chạy ra khỏi hoàng cung, sử dụng kỹ năng hưu cải trang những thi thể khác thành công chúa, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu chỉ huy dụng sĩ Leonard bây giờ ngoại hình của hai người đã thay đổi công chúa cũng vừa lúc từ trăng mộng tỉnh lại còn hỏi ke Zazu là ai anh ta cũng hỏi lại cô không nhớ anh là ai sao thuận tiện đặt tay lên sau gáy phe để lén chuyển vào một dòng ký ức giả tạo kể từ đó ke Zazu đã thu được một người hầu đầu tiên rạng sáng ke Zazu cùng phe ngụy trang và rời khỏi vương quốc chozo lúc này vô tình nhìn thấy trên tường có một tờ truy nã hung thủ sát hại công chúa leonard trên mặt của ke Zazu lộ ra một nụ cười kỳ quái nhưng tràn đầy tự tin anh ta vừa bước được vài bước thì nghe được một cái tên quen thuộc, ngay cả phe bên cạnh cũng cảm thấy lạnh tóc gáy. Cô gái này tên là Nong, công chúa của Chozo và là em gái của phe. Ở kiếp trước, chỉ có cô ta là kẻ duy nhất nhận ra Kezazu đã lấy lại ký ức. Vì vậy, mong lần này sẽ không dây dưa vào cô ta. Bây giờ, chúng ta hãy xem lại câu chuyện của kiếp trước. Ba người ở đây là ba dũng sĩ kiếm thuật. Tên thân sĩ bên phải hói đầu này tên là Bút Lít, giới tính nam đặc biệt yêu thích nam. Người bên cạnh có mái tóc bạch kim mặc áo choàng tên là Bờ giới tính nữ yêu thích nữ. Tối đến, phe yêu cầu Kezazu chơi 1-2-3 với mình, sau đó còn phải chơi đá bóng với công chúa. Nghĩ đến, đau khổ không chịu được, du vừa ra khỏi lều thì lại bị Blade tấn công. Nguyên nhân là anh ta muốn được làm con chó liếm của công chúa. Điều đó khiến cho cô ta vốn là một người yêu phụ nữ hết sức ghen tị. Trước khi đi còn không quên đạp cho anh ta một phát, nhưng những điều này đều đã là gì. Kezazu vừa trở về lều của mình liền bị tên bút lít ôm chặt. Trải qua một đêm, cuối cùng hai người cũng đến được thành phố tự do ở phía đông vương quốc mặc dù cái tên nghe rất hay nhưng nơi này luôn đầy rẫy những tội phạm và các giao dịch bất hợp pháp sau đó hai người ke ra du vào một quán rượu ăn cơm anh ta vừa lấy một chai rượu ra uống khi thấy có gì đó không đúng nhanh chóng ngăn cản phe không uống sau khi phân tích lượng độc tố bên trong rượu nguồn gốc có thể là do bị nhiễm bởi thi thể của một con ma vật nhưng chỉ cần đun nấu ở nhiệt độ cao là được nhưng mọi người xung quanh đều đã có những triệu chứng sơ bộ sợ là không lâu nữa sẽ bùng phát trên diện rộng Kejazu lại lộ ra nụ cười xấu xa và âm thanh quái dị, sau đó trở về phòng và uống cốc nước có độc khi nãy, tiếp theo là sản sinh các kháng thể bên trong cơ thể, sử dụng hưu để làm nó sinh sôi nảy nở. Cuối cùng, dùng huyết thanh kháng độc kết hợp với thảo mộc là có thể giải quyết được độc tố. Kejazu nói với phe như vậy có thể cứu được những người khác. Cả hai bước ra khỏi quán ăn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, Kejazu nhìn thấy thương nhân ở phía trước có vẻ như cũng đang có triệu chứng, nghe dự định cùng ông ta là một cuộc giao dịch lấy ra huyết thanh kháng độc mà mình vừa mới tự điều chế ra. Tên thương nhân bán tín bán nghi cũng không biết cái này có công dụng thật không hay chỉ đang lừa mình. Kezazu lại biểu tình rất thành thục lão luyện. Nếu ông không tin thì có thể để cho tùy tùng bên cạnh thử. Sau khi anh ta xác minh thật sự không có vấn đề gì, thương nhân rất nhanh sẵn sàng đồng ý. Ông ta rất hy vọng sau này vẫn có thể tiếp tục giao dịch. Nhưng Kezazu từ chối, nói đây là phương thức gia truyền không thể giao cho người khác, sau đó ước định giao dịch lại vào hai ngày sau. Nguyên nhân là anh sợ rằng càng nhiều người biết thì anh ta sẽ trở thành mục tiêu kiếm tiền của bọn họ. Có điều bây giờ Kezazu muốn làm một việc không phải là chế tạo thuốc, mà là sau này có thể sẽ có thêm một nô lệ vì sự an toàn của bản thân. Cửa hàng nô lệ là một lựa chọn không tồi, đáng tin hơn mạo hiểm giả. Vừa bước vào thì ông chủ cửa hàng đã ra tiếp đón. Chào quý khách, cửa hàng họ có rất nhiều loại nô lệ. Nhưng Kezazu đương nhiên là muốn đi một vòng để xem chọn, toàn bộ đều không hợp mắt. Cuối cùng, dưới sự đồng hành cùng ông chủ, Kejazu đã chọn được một cô gái sói băng. Đáng tiếc là bây giờ cô ta đã nhiễm phải một căn bệnh lạ, không được lạc quan cho lắm. Cô gái nhìn thấy người khác đứng trước mặt, ánh mắt trở nên rất dữ tợn. Sau đó như một con sói đói lao về phía Kejazu. Nhưng với tư cách là một người đã nhìn thấu thế giới, anh ta không mảy may sợ hãi. Ông chủ đằng sau đã kịp thời dùng nhẫn điều khiển nhốt cô ấy lại. Lúc này, Kejazu cũng hứng thú với sự thù hận này. Anh sẽ mua cô. Nếu cô đi với Kejazu, anh sẽ giúp cô báo thù. Cô bé đang hận thù sâu sắc với một thứ gì đó. Đây là một mối thù sâu đậm đã ăn sâu vào xương tủy. Khi xử lý được kẻ cô bé đang oán hận, cô bé sẽ lộ ra bộ mặt như thế nào đây? Bây giờ anh đang rất hứng thú đấy. Keiju đưa cô gái sói băng từ cửa hàng nô lệ về nghỉ ngơi trong phòng của mình. Vì để có thể giúp cô bé hồi phục càng sớm càng tốt, anh ta đã đặt tay lên tim cô bé bắt đầu trị liệu. Từ trong ký ức của cô bé biết được, có một ngôi làng hài hòa và yên bình ở xa trung tâm thành phố của đất nước. Cô tên là Sesuna luôn cố gắng luyện tập chăm chỉ nhưng vẫn không thể mạnh lên được. Một đêm nọ, Sesuna và bộ tộc đang tuần tra bên ngoài. Sesuna bất bình xông lên trước, nhưng đã ngã xuống trước hai gậy của đối phương, những đồng loại khác vì để giữ mạng sống. Đã nói cho chúng biết vị trí của ngôi làng, Kezazu lại nhớ đến lời của ông chủ cửa hàng nô lệ vì sắp tới sẽ mua một số lượng lớn người của bang làng sói. Và cũng từ trong ký ức của Leonard biết được có một quân đội đế quốc Chozo đã giả mạo lính đánh thuê để tấn công làng của Sesuna và bắn họ làm nô lệ. Vì vậy nói, kejazu đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt quân đội đế quốc cũng rất có ý nghĩa để giúp sesuna có thể nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện báo thủ kejazu đã dùng miệng của mình để cho cô ta uống thuốc phe bên cạnh uống một chai giấm trong khoảng thời gian này hai người đã mang thuốc giải đến chỗ thương nhân đổi lấy một lượng đồng vàng nhất định phe nói với số tiền kiếm được này họ có thể sống an nhàn phần đời còn lại rồi thật tốt khi vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp đỡ người khác sau khi trở về phòng anh ta lại tiếp tục đút thuốc cho sesuna nhưng nào ngờ đối phương lúc này đã tỉnh lại trực tiếp tát anh ta một cái sau khi nghe phe giải thích và kiểm tra lại thể trạng cơ thể mới biết là mình đã hiểu lầm kezazu nói với phe hôm nay sẽ không ra ngoài ăn bảo cô ta đi mua chút thức ăn về lúc này nhìn bóng lưng của kezazu trong lòng cô ta biết còn có một việc khác phải làm để nhảy lên muốn đánh ngất đối phương nhưng lại bị kezazu bắt lấy đè xuống giường anh ta nói thực lực của sesuna ngay cả một luyện kim thuật sư như anh ta cũng không thể phản kháng thì càng không nên nói đến việc giải cứu đồng đội của mình. Cô ta bây giờ giống như cái cốc này, nhỏ bé như vậy, cho dù có đổ thêm nữa cũng sẽ trào ra phí công vô ích. Kezazu cũng nói rõ thân phận của mình, còn nói có thể giúp cô ta mở rộng không gian ban đầu để có được sức mạnh to lớn hơn. Nhưng việc cần phải làm chính là cô ta phải tiết lộ danh tính thật sự của mình. Sesuna cũng rất sẵn lòng, chỉ cần có thể cứu được ngôi làng thì chuyện gì cũng được. Kezazu trả lời cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở đây là được rồi. Đợi một chút, nếu em nhìn thấy thứ gì đó của tương lai thì hãy nắm lấy nó. Nói xong, Setsuna thật sự đã nắm lấy tương lai. Nó đại biểu cho từ nay về sau mỗi ngày đều có ham muốn cháo lưỡi và sữa tươi. Vài ngày sau, Kezazu đưa Setsuna đến đỉnh sườn đồi của ngôi làng phục kích. Bên dưới một đám lính đánh thuê đang đánh những cô gái tộc lang bang. Setsuna nhìn thấy cảnh này nóng lòng muốn đi xuống và lấy mạng hết tất cả bọn chúng. Nhưng Kezazu đã kịp thời ngăn lại, rốt cuộc anh ta cũng biết đối phương đã sử dụng phép khích tướng, nếu lao ra không phải sẽ đúng theo kế hoạch của chúng sao một lúc sau nam giới của tộc tràn lên ke du thấy thời cơ đã đến liền đeo mặt nạ đứng lên giả danh là anh hùng kiếm sau đó xông đến đoàn người phía trước nhân danh công lý chặt đầu toàn bộ những tên lính đánh thuê khác nhìn chiêu thức có chút kỳ quái đây rõ ràng là tuyệt kỹ của kuzeha phe đang phục kích phía trên sử dụng phép thuật cao cấp nhất của loài người một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời cung tên bắn bởi những tên lính đánh thuê khác cũng đã bị nó thiêu dụi quân đội đối diện đã trở nên đổ nát kezazu nói đã đến lúc để setsuna ra tay Cô bé từ trên đồi cao nhảy xuống dùng móng vuốt của mình tấn công các binh lính. Vừa mới tàn sát binh lính, trên mặt Sesuna đã lộ ra nụ cười thích thú, nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn trào ra trong cơn tức giận. Cái kết khép lại với chiến thắng áp đảo của tộc Lang Bang. Sau đó, Kezazu đưa Sesuna đi tìm hiểu sự thật, tại sao dịch bệnh lại tự nhiên bùng phát. Hóa ra những người lính đã chọn ném chất độc ma vật xuống sông để trả thù những người lính cùng tộc khác. Lúc này, Kezazu nói rằng mình có thể khiến độc tố trở nên mạnh hơn và ngược lại cũng có thể biến dòng sông này thành thuốc để chữa bệnh cho nhân loại. Mọi thứ đều cho Sesuna lựa chọn, dù sao thì những người làm tổn thương cô đã nhận được sự trả thù thích đáng, những người vô tội khác hãy bỏ qua đi. Hồi nữa cô bé không hy vọng họ phải chịu tổn thương, vì vậy cuối cùng đã chọn biến dòng sông thành thuốc cứu nhân loại. Bên này tại hoàng cung, Leonard mà Kayazu sử dụng hưu đã biến thành hình dạng của bản thân. Quốc vương rất tức giận, hắn ta vốn có thể bị lôi xuống và chém đầu. Nhưng quốc vương nhìn thấy sự tín nhiệm của anh ta với công chúa trước đây, nên đã quyết định cho anh ta một cơ hội lấy công trục tội. Chỉ cần lấy được đầu của Kezazu mang về đây thì quốc vương sẽ cho anh ta vô số binh quyền. Lúc này, Leonard rất cam phẫn, quyết định sẽ đích thân tiêu diệt Kezazu. Một ngày nọ, ba người trở về thành phố tự do. Sau khi chơi đấu địa chủ ở bên dòng sông nhỏ, Setsuna cảm thấy chán ghét cảnh vật xung quanh. Kezazu cũng nói rằng đây cũng là lần cuối rồi. Sau cùng, nguồn nước bị nhiễm độc đã được giải quyết. E là việc kinh doanh sẽ không tồn tại lâu nữa. Đi qua ngã rẽ, một người đàn ông bên đường chào hỏi. Cô gái tộc lang bang kia là nô lệ của anh sao? Hắn có thể mua lại cô với giá một đồng xu vàng không? Hắn sẽ chăm sóc con bé tử tế. Kezazu nói rằng với số tiền đó thì ông ta nên đi mua một chiếc thông khí còn hơn. Thấy mình bị đối phương chế giễu, ông ta lập tức vung tay lên muốn đánh. Nhưng tất cả những điều này là vô ích. Setsuna nhanh chóng đi ra, dễ dàng chế ngự bằng cách bắt lấy cánh tay ông ta về phía sau. Kezazu ở một bên khen cô bé làm rất tốt, Kezazu đặt tay lên đầu ông ta kiểm tra ký ức khi trước, quả không ngoài dự đoán. Ông ta là một kẻ đào ngũ đã tấn công tộc lang bang. Anh rút huy hiệu trên ngực ông ta rồi giao trò Setsuna tử hình tại chỗ. Vài ngày sau đó, họ đến địa điểm thương nhân giao dịch trước đó. Như lần này, đối phương bắt đầu hối hận rồi, nói rằng đã có một đối tác muốn mở rộng quy mô. Hơn nữa, tài lực và địa vị đều có. Bản thân ông ta không cách nào cưỡng lại nếu không muốn làm tổn thương hai cô gái phía sau khi phải giao ra công thức bí mật. Kejazu nhìn vài tên thủ hạ bên cạnh ông ta còn cảm thán, cũng biết hôm nay anh sẽ có ra bao nhiêu thi thể đây. Hơn nữa ông đừng có mà hối hận đấy, hai người này chỉ là công cụ của anh thôi. Nhưng Kejazu cũng không muốn cả hai bên đều thiệt hại. Vì vậy, cuối cùng đã đưa ra cái giá 500 đồng tiền vàng để bán lại công thức. Trên đường trở về, cả hai người đều hối hận trách mình vì uống chưa đủ sữa nên mới bị yếu như vậy. Kejazu nói không có gì cả. Công thức ông ta mua về đó nếu không có kháng thể bên trong cơ thể của Kejazu thì sẽ không thể hợp thành loại thuốc đó. Thêm vào đó, bệnh dịch sẽ dần dần tự khỏi. Tên thương nhân kia sẽ mất trắng 500 đồng vàng. Cuối cùng, đám đối tác của hắn cũng sẽ bị dậy cho một bài hóa tương tự. Vừa nói xong, thì anh ta đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí. Nhanh chóng lấy ra vũ khí chặn lại đòn tấn công. Nhưng sau khi khôi phục lại tinh thần thì trên mặt đã có thêm một vết xước. Và người đứng trước mặt anh chính là Thánh Kiếm Kuzeha. Hóa ra lúc trước nghe được có người mạo danh anh hùng kiếm nhưng lại sử dụng chiêu thức độc đáo của gia tộc nên đến hỏi thăm người này xem suốt cuộc là ai. Nhân tiện, anh ta sẽ bị bắt và đưa ra trước công lý. Tên tội phạm đã tàn sát binh lính bảo vệ bộ tộc lang bang. Sesuna bên cạnh nghe xong lập tức phản bác, rõ ràng là Kezazu đã cứu họ, nhưng điều này không giải quyết được hiểu lầm. Ngược lại còn khiến Thánh kiếm cho rằng bọn họ bị mê hoặc lý trí. Phe nhìn thấy đối phương nói năng điên cuồng, không chịu nổi phóng một quả cầu lửa về phía cô ta nhưng chiều này đối với Kuzeha chỉ là trò còn con. Quả cầu lửa bị tách làm hai ngay lập tức, phe bị đối thủ đánh ngất xuống đất. Kezazu nhìn thấy cảnh này thì rất phẫn nộ, lập tức phát ra một tiếng cười quá dị, xem ra lần này không đánh không được rồi. Trước tiên anh ta sử dụng đôi mắt ngọc lục để phân tích các thuộc tính tộc thể của đối thủ. Quả nhiên là thật đáng sợ nhưng không có bất kỳ ai có thể làm khó Kezazu. Đầu tiên thêm các thuộc tính vào tốc độ tấn công và di chuyển. Sau đó ngay cả khi đối mặt với cú chém chớp nhoáng của Kuzeha, anh ta cũng có thể nhìn ra và ngăn chặn. Điều này càng khiến cho Kuzeha khó hiểu tại sao. Một người sở hữu kỹ năng đáng nể như vậy lại lựa chọn con đường sai trái này. Kezazu không nói nhiều, chờ đón lưỡi dao sắc bén. Khi nó sắp chạm đến cổ anh thì đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh. Hóa ra ngay từ khi bắt đầu Kezazu đã làm mòn thanh kiếm rồi, ma pháp rất nguy hiểm, tuy nhiên Kuzeha nhất quyết không bỏ qua. Thật tiếc quá, chỉ có thế thôi sao, anh đang cố làm cố kiệt sức bằng thanh kiếm đấy. Nào dám, anh hẳn đang tuyệt vọng lắm chắc vậy đấy. Mặc dù Kuzeha dùng hết sức né tránh, nhưng cơ thể khó tránh khỏi cũng nhiễm phải. Thứ chất lỏng màu hồng đó là thứ gì tôi cũng không biết. Chỉ thấy Kuzeha hai chân mềm nhũn mặt đỏ bừng, trong miệng thở ra hơi thở dường như rất phấn khích. Sau đó cô ta lấy con dao tự đâm vào đùi mình, đã khắc chế lại tác dụng của thuốc. Sau đó hai người chạy đến đánh trận cuối cùng. Nhưng Kuzeha đã vụt sáng trước mặt của Kezazu và chặt đứt cánh tay phải cầm vũ khí của anh ta. Nhưng Kezazu không hề hoảng sợ mà còn điên cuồng cười lớn sử dụng hưu để hồi phục lại cánh tay bị đứt một tay nắm lấy đầu của kujeha sử dụng hưu để chuyển những ký ức về những người lính tản động sát hại tộc lang bang cảnh tượng trong đầu khiến cho kujeha cảm động rơi lệ rồi ngất đi sau khi tỉnh lại đã bị đưa đến nơi mà bọn họ ở kezazu hiện tại không muốn kujeha bị quốc vương lừa gạt nên đã sử dụng hưu hồi phục lại hình dáng của mình kezazu cũng nói với cô ta anh không hề sát hại công chúa lúc này phe cũng trở lại với dung mạo vốn có của mình bước vào Cô nói là Kezazu muốn vạch trần âm mưu đen tối của quốc vương nên đã cứu cô ta. Nhưng chỉ huy cận vệ hoàng gia Leonard đã sớm nhận ra và bỏ tù Kezazu, thậm chí còn muốn thịt cô ta. Vì vậy cuối cùng cô ta chỉ có thể giả đã qua đời rời khỏi lâu đài. Tộc lang bang cũng là bọn họ từ trong tay của binh lính hoàng gia cứu về. Bọn họ đang trên đường giải cứu thế giới theo đúng nghĩa, nhưng lựa chọn của Kuzeha cũng không sai. Cô ta chỉ là đang làm những việc thích đáng với tư cách thánh kiếm của một quốc gia mà thôi, nhưng cô ta không ngờ là những điều này chỉ là một màn kịch mà Kejazu yêu cầu phe diễn theo. Kejazu đứng bên cạnh cửa sổ còn không ngừng khen ngợi diễn xuất của phe. Thanh kiếm cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã phạm sai lầm, thật ngu ngốc khi vừa rồi có muốn đưa vị cứu tinh xuống suối vàng. Vì vậy bây giờ cô ta phải tổ chức lại công lý và ý thức được thanh kiếm trong tay phải ra khỏi vò vì ai. Hóa ra Kejazu tối hôm qua đã tiến hành một trận chiến thế kỷ với Kureha ở trên giường, từ đó trở đi, cả ngày đều bám theo Kejazu không rời khi cho người xung quanh ghen ghét lúc này ở bên ngoài cửa sổ chuyến đến tiếng ồn ào của dân chúng và binh lính keza du chứng kiến tất cả cũng nhận ra bọn họ đều là người dân ở quê hương mình quân đội vương quốc đứng bên dưới và tuyên bố rằng anh cực kỳ nguy hiểm là đã sát hại công chúa và phóng hỏa lâu đài nếu ai biết tin tức gì hãy báo ngay cho đội trưởng đội cận vệ leonard sẽ được trọng thưởng keza du trên tầng cũng biết chúng định dùng con tim để dụ mình ra nhưng bây giờ việc anh ta có thể làm chỉ là để cho kuzeha đi điều tra tình hình trong làng thay đổi diện mạo thành người đàn ông đào ngũ trước đây tham gia quân địch không còn cách nào chỉ có thể bắt một tên binh lính vào trong ngõ dò hỏi đối phương nhanh chóng nhận ra anh ta chính là đồng đội của mình khi trước kezazu giả vờ rằng cuộc tấn công tộc lang bang lần trước suýt chút nữa bị một tên cầm kiếm điên cuồng chém suýt mất mạng nên bản thân đã chạy trước mặc dù biết trốn khỏi quân đội là phạm tội khi quân cậu giúp anh với có được không chỉ cần giao cái này cho chỉ huy leonard là được nhưng từ trong miệng của đối phương biết được leonard đã cưỡng hiếp cô gái đã nuôi nấng kezazu từ nhỏ ngay trước mặt dân làng thật quá kích thích kejazu không còn có thể tiếp tục cười giả tạo được nữa đến tối leonard đã đọc được nội dung trong thư đem lính đi điều tra xem nó là thật hay giả chỉ thấy một người bị mù một mắt đến trực tiếp hỏi tung tích của kejazu nhưng đối phương lại nói ông ta là một tên ngốc người ngồi ngay trước mặt mà cũng không nhận ra hiu leonard thấy mình bị trêu chọc thẹn quá hóa giận còn muốn rút kiếm ra chống lại nhưng không ngờ cơ thể đột nhiên mất kiểm soát ngã xuống đất hóa ra kejazu đã sớm đặt sẵn lưu hương chứa khí độc gây tê liệt không nói nhiều Kejazu trực tiếp đặt tay lên đầu Leonard lại lần nữa, tìm lại chỉ nhớ, không nhìn không sao, nhìn rồi lại bị dọa sợ nhảy cả lên. Quả nhiên người thân nhất của mình đã bị làm nhục. Kejazu nhìn thấy một màn này biểu cảm choáng váng, cuối cùng nhếch mép, nghiến răng. Qua một lúc, Leonard bừng tỉnh thấy mình đã biến thành một cô gái. Nhưng điều này không khiến anh ta sợ hãi, ngược lại còn muốn cười lớn chế nhạo Kejazu. Nhưng tiếp theo anh ta đã không còn cơ hội rồi, đằng sau là vài người đàn ông khỏa thân mắt đỏ. Kejazu bên cạnh nói: bọn hắn chỉ toàn là những kẻ đối xử tệ bạc với người khác làm sao có thể hiểu được nỗi sợ hãi nỗi đau khổ của kẻ yếu mấy tên khỏa thân lao về phía leonard như hổ đói lúc này một chút lương tâm cuối cùng còn sót lại của kezazu cũng vứt đi rồi trước khi rời đi còn không quên đốt lửa để tránh những hậu họa sau này sau đó du vội vàng đến nhà thờ nơi anna từng ở dùng chân đạp cánh cửa lớn thì thấy anna ngồi ở cuối cơ thể đầy sẹo đôi mắt mờ mịt nhìn thấy kezazu tự mình đến tất cả những bất bình trong lòng cô ta đều được hóa giải cuối cùng nở một nụ cười rồi ra đi sau khi trở lại phòng hai người nhìn thấy kezazu nước mắt lưng chồng nên quyết định đi vào an ủi ba người bọn họ lại chơi suốt một đêm tin thức về việc leonard bị mất mạng truyền đến tai công chúa nong nhưng cô ta đã bỏ qua nó hóa ra lúc trước những người dân làng kezazu bị bắt làm con tin chính là ý kiến của cô ta nhưng không sao cuộc vui vẫn còn ở phía sau cô ta sẽ hành hình đám dân làng đó xem kezazu có ngu ngốc xa lưới không ngày hôm sau kuzeha đã truyền lại tin tức năm ngày sau buổi hành hình sẽ diễn ra ở đấu trường hơn nữa còn trang bị rất nhiều cơ quan ở cửa vào chỉ có hai lối thoát cũng bị chặn lại bởi cánh cổng sắt ngoài ra bên ngoài còn có hai kết giới ma pháp ở đó nữa kỳ vậy nếu đi vào có thể sẽ bị hút cạn thể lực và ma lực nhưng kezaju lại nói để xác nhận lại đất nước này thì dù có phải mạo hiểm cuộc sống anh ta cũng sẽ làm kuzeha bên cạnh nghe xong lập tức bị cảm động không phản đối nữa hồi nữa còn hứa sẽ trợ giúp anh ta hai người trước mặt nghe xong lập tức bị sốc thật sự là một tin tốt. Phe rất rõ đó là một tên sát nhân mà mặt không đổi sắc. Nhưng với một điều kiện là Kezazu phải theo dõi phe. Mặt khác còn phải chơi đùa cùng với cô ta, giống như những gì đã làm với Kuheza. Loại cảm giác này thật đúng là sống không bằng ra đi. Nghĩ lại kiếp trước, cô ta cũng chưa làm gì với mình. Nhưng nếu cô ta có hành động thì chỉ có thể là mục tiêu trả thù tiếp theo của mình. Nhai mắt đã đến ngày hành hình, Kezazu cải trang thành dân thường lẻn vào đấu trường. Lấy mạng người thì rất dễ, nhưng cứu toàn bộ dân làng thì phải lên kế hoạch kỳ mỉ. Vị linh mục trên khán đài đang tuyên bố sự sùng bái với những người xung quanh. Còn ác ma hiện tại đang cười chú trong cơ thể của người anh hùng trị liệu du. Nếu người vẫn còn một chút nhân tính thì mau tới đây đi để cứu toàn bộ dân làng, đồng thời cũng có thể cứu số linh hồn của người. Nói xong toàn bộ là một mảnh yên tĩnh, không ai dám phát ra tiếng động. du mở đôi mắt ngọc bích của mình nhìn đám lính, lại là đám chiến đấu sĩ này, du cảm thấy mình đang bị đánh ra thấp, bọn chúng đang coi thường ai chứ? đám binh lính lần lượt xông lên phía trước nhưng còn chưa đánh chúng đã bị kezazu phân thành từng mảnh linh mục thấy kezazu không có ý dừng lại bèn lấy tính mạng của dân làng phía sau ra đe dọa nhưng kezazu vẫn không ngừng tiến đến còn nói bọn chúng đã giết bốn người bởi vì anh cứu một người đổ tội cho người khác đúng là thứ rác rưởi rõ ràng nạn nhân là anh hơn nữa sau khi dân làng mất anh sẽ thay họ báo thù chỉ cần tất cả bọn chúng đều mất mạng thì linh hồn của bọn họ sẽ được an nghỉ những người lính xung quanh cho rằng anh ta bị điên rồi Linh Mục nhìn thấy tình huống này cũng chỉ còn cách duy nhất là kích hoạt kết giới. Sau đó trên trời xuất hiện một vòng tròn ma pháp khổng lồ bao bọc toàn bộ đấu trường bên trong. Nhưng không có chuyện gì xảy ra với Kezazu mà những người lính lại đang phải chịu nỗi đau vô tận. Thật ra, Kezazu sớm đã biết mình sẽ bị hút sạch ma lực và thể lực. Chỉ có đeo lên chiếc vòng đá quý mới không bị chịu ảnh hưởng. Vì vậy, anh ta đã sớm thay đổi hiệu quả của kết giới nên những người đeo vòng và nhân đối sức mạnh khiến cho đám binh lính đã thương vong một nửa. Đám người xung quanh mới biết vấn đề ở đâu, lập tức tháo toàn bộ vòng cổ ra đám binh lính sợ hãi run rẩy không dám động đậy linh mục lại tiếp tục đe dọa con tin nhưng lúc này những người dân làng phía sau bất ngờ lộ ra sắc mặt khó coi miệng chảy ra máu rồi ra đi kê du mới ý thức được ngay từ lúc bắt đầu thì bọn họ toàn bộ đã bị hạ độc không thể sống vì vậy tiếp theo anh ta không còn bất kỳ lo lắng gì đám người xung quanh này sẽ phải trôn cùng họ lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một hình chiếu khổng lồ của phe sau đó nói mặt đen tối của vương quốc chozo Cho, quân đội liên tục thực hiện các hành động tàn ác, tấn công ngôi làng của lang nhân và bán họ làm nô lệ. Ngoài ra, trận chiến với ma tộc chỉ là cái cớ để trục lợi, nếu như có người muốn ngăn cản nó thì sẽ bị coi là tà giáo và bị tiêu diệt. Sau khi biết được sự việc là đã bị ám sát, thật may là có Kezazu đã cứu ta. Để thuyết phục mọi người, phe đã sử dụng kỹ năng cấp 6. Đồng thời khi mà pháp hàng tinh được khai triển viên đá quý trên cây quyền trượng cũng bị nứt ra. Những đám mây u ám trên bầu trời đã biến mất, thay vào đó là một mặt trời nhỏ, mọi người đều biểu tình kinh ngạc. À. Cái này thì không sai được rồi, chỉ có công chúa mới sử dụng được ma pháp này mà thôi. Phe nói khi trước bản thân luôn chạy trốn hiện thực, muốn làm một cô gái bình thường sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cũng bởi vì sự vô tâm của mình đã tạo nên bi kịch ngày hôm nay. Vì vậy, trong tương lai, chúng ta phải cùng nhau đối mặt với mặt tối của đất nước này. Nói xong lên vụt sáng rồi biến mất. Ngoài ra, tất cả dân làng phía sau đều đã được cứu đi. Bây giờ, Kezazu không cần phải làm gì nữa nhân dân được khai sáng đã xông lên đánh đám binh lính. du đưa 10 người còn sống trên khán đài về chữa trị, anh ta cũng ý thức được. Bọn chúng muốn anh ta nghĩ rằng họ vẫn có cơ hội được sống, sau đó chứng kiến từ người một vì chất độc mà ra đi. Ác độc như vậy sợ là chỉ có ả nong. Sau đó, anh ta gọi vị thương nhân khi trước đến giao đứa trẻ trong tay cho ông ta chăm sóc. Đối phương thấy rằng anh ta có một trái tim nhân hậu bên dưới về ngoài lạnh lùng này. Nhưng du lại không cho là như vậy. Bây giờ anh ta cứu họ là bởi vì họ còn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa tai họa của họ cũng là do anh gây ra. Sau khi hoàn thành, Kezazu đem theo hai công cụ tiếp tục của hành trình tiếp theo. Kuheza bên cạnh nói công chúa Nong sẽ đóng vai trò là người chỉ huy viễn trinh đến thành phố Banika. Sau khi nghe xong, Kezazu nghĩ rằng mình nên đi đến đó, nhưng tiếp theo phải phiền Kuheza ở lại thu thập tin tức ở vương quốc. Trên đường đi, Kezazu đã giải thích cho hai người bản chất của ma tộc. Thật ra, chúng không có gì đáng sợ. Ma tộc chỉ là động vật sở hữu năng lực mạnh mẽ và những loài người có khả năng đặc biệt có thể kiểm soát ma vật mà thôi. Anh không hề nghĩ tới luôn đó, suy nghĩ thú vị đó chứ. Nhân loại cho ma tộc là đám ác quỷ man dợ và tàn ác, nhưng bản thân chúng có khác gì đâu. Hóa ra là như vậy, không thể hiểu nổi khiếu hài hước của Kezazu. Thật ra, Kezazu còn có một mục đích khác, đó chính là gặp lại một người bạn cũ. Nong bên này đã biết Du cứu được dân làng, hơn nữa phe vẫn còn sống. Nhưng thông qua chuyện này, cô ta cũng biết được Kezazu là một tên rác rưởi như thế nào. Lần hành động tiếp theo tuyệt đối không thể thất thủ. Setsuna và Phe đều đang ngủ trong lều. Chỉ có Kezazu ngồi bên cạnh đống lửa bên ngoài. Hóa ra vài ngày trước, sử dụng kỹ năng cấp 6 tại đấu trường đã khiến viên ngọc vỡ ra. Kezazu đang nghĩ tiếp theo cần phải nhanh chóng tìm được một thứ gì đó có thể chịu được ma lực của Phe. Trước mắt chỉ có thần thanh vũ, thứ vũ khí mạnh nhất chỉ có anh hùng mới có thể làm chủ. Đúng như cái tên gọi của nó, đó không phải là thứ con người có thể tạo ra ban đầu hình dạng của nó là một hòn đá quý nhưng sau khi anh hùng sở hữu nó sẽ lập ghế ướp và hóa thành vũ khí hợp với anh hùng đó nhưng ở chojo chỉ có vỏn vẹn ba hòn đá quý thì vậy ở kiếp trước anh ta không được ban cho thần thanh vũ nếu anh ta có được viên đá quý đó thì nó sẽ biến thành vũ khí gì đây kezazu thật sự mong chờ thời khắc trả thù Bullet và blade anh sẽ lấy mạng và cướp đi hết tất cả của bọn chúng vừa bước vào tiệm cơm đứa phục vụ đã gửi đến lời chào nồng nhiệt vì lượng khách trong quán quá đông ba người họ chỉ có thể ghép bàn cùng những người khác. Những vị khách khác không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thân thiện chưa đùa. Được ngồi ăn cơm cùng với mỹ nữ thì còn gì sánh bằng rượu ngon này còn ngon hơn. Lúc này, một cô gái đến bàn của bọn họ, chờ cô tháo bỏ mũ xuống. Du ngạc nhiên hình bóng của ma vương xuất hiện bên cạnh mình. Dung mạo cô ta so với kiếp trước trẻ hơn nhiều và màu tóc cũng khác nữa. Dùng mắt ngọc biết kiểm tra. Cô ta chỉ là một ứng cử viên của ma vương nhưng trong cơ thể đã sớm có ma lực tiềm tàng không đếm xuể. Bốn năm nữa, Cô ta trở thành ma vương cũng không có gì lạ. Du cũng không để ý đến nó nữa, ngược lại còn thử hỏi hai người khác có biết ma vương trông như thế nào không. Đối phương trả lời những người thuộc tầng lớp thấp như họ chưa từng gặp. Ông chú nói, khẳng định là toàn thân đầy cơ bắp với mấy cái răng nanh khổng lồ và hàng chục cái sừng nhô ra. Kezazu lại đáp, có khả năng lại là một cô gái rất dễ thương. Cô ấy chính là ma vương, nếu cô ấy là ma vương thì hắn cũng có thể bắt lấy cô. Hắn cũng có thể trở thành ma vương, cô gái lộ ra vẻ mặt khinh thường. Kezazu vội vàng giải thích, cô thật sự rất giống với ma vương mà tôi từng biết. Cô ta là một cô gái có mái tóc bạc và một đôi mắt đỏ thẫm. Đôi cánh đen lấp lánh của cô ấy rất đẹp. Ông chú bên cạnh nói, đó không phải là hắc dược tộc mà ma vương hiện tại đang muốn tiêu diệt sao. Chỉ cần có người bắt được, sống hay mất mạng cũng không quan trọng, đều sẽ được trọng thưởng. Cô gái nghe xong mà tối sầm lại, ăn xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau đó một tiếng nổ chuyển đến. Ngọn lửa xông thẳng vào trong cửa sổ, Setsuna và phe hợp lực lại mới có thể ngăn chặn được vụ tấn công. Nhưng cô gái này chỉ cần một tay đã có thể cản lại. Kezazu nói trận ma pháp tấn công này phải mất một giờ để chuẩn bị. Chứng tỏ được tấn công này là có chủ đích cô gái bất ngờ ngã xuống đất. Hóa ra cuộc tấn công quy mô lớn vừa rồi chỉ là trò bịt mắt. Vài tên đầu bò ở phía sau đã bắn tên độc vào đùi cô ấy. Mắt nhìn thấy kẻ địch đang từng bước đến gần mình. Không có cách nào cô chỉ có thể cầu cứu Kezazu. Đám ma tộc kia, anh sẽ bảo vệ cô gái này anh sử dụng hưu đục mấy cái lỗ trên cơ thể hắn khiến máu chảy ra ồ ạt đi thôi sesuna hắn ta tiêu rồi sau đó kezazu đưa cô gái đến một nhà kho bỏ hoang để đề phòng vạn nhất kezazu đã để cho hai người kia ra bên ngoài canh chừng kezazu nói với cô gái ma tộc mình là người từ tương lai xuyên về hiện tại và bốn năm sau cô ta sẽ trở thành ma vương cô gái căn bản không tin đến người của ma tộc còn không làm được điều này thì một nhân loại nhỏ bé làm sao có thể lúc này Kejazu chỉ có thể nói ra thân phận của mình là anh hùng trị liệu, nhân tiện có nói ra tên của đối phương là Everzit. Cô ta nghe xong lập tức cảnh giác. Kejazu cũng nói anh hùng là một công cụ để tiêu diệt ma vương, nhưng anh ta lại hy vọng có thể cùng sống chung với ma tộc. Hơn nữa, Kejazu có thể hiểu rõ tất cả về cô ta. Ma vương hiện tại lo sợ hắc tộc, vì vậy muốn tiêu diệt toàn bộ. Cô ấy lại là ứng cử viên của ma vương, kẻ thù tự nhiên sẽ không đếm xuể. Nhưng anh ta có thể bảo vệ cô cho đến khi cô trở thành ma vương bởi vì như vậy sẽ có lợi hơn với anh ta. Hơn nữa, còn có thể giúp Everzit lật đổ ma vương hiện tại và trở thành ma vương đời tiếp theo. Nhưng cô ấy muốn nghe ý định thật sự của anh ta. Hơn nữa, động cơ của anh ta cũng không sống như đang biểu dương chính nghĩa. Kezazu cũng thú nhận rằng mình muốn thù lao là trái tim của ma vương hiện tại. Cuối cùng, Everzit quyết định sẽ suy nghĩ một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Everzit từ trong mộng tỉnh lại. Lại thấy tiếng nói truyền đến, quay đầu lại. Hóa ra ba người kia lại cùng chơi trò đánh đấu địa chủ. Everzit cũng cho thấy mình là người đã trưởng thành, loại trò chơi này đối với cô mà nói là nghề rồi. Mặt trời đã lên cao, bốn người quây quần trên bàn ăn sáng. Setsuna vẫn không quên khen ngợi tay nghề của Kezazu thật đỉnh. Kezazu cũng nói là do sáng sớm vận động tiêu hao nhiều năng lượng nên sẽ rất đói, mọi người ăn nhiều và nhé. Cô ta lấy thìa xúc đưa lên miệng mà xúc động rơi nước mắt. Everzit trước giờ luôn bị truy sát, rất lâu rồi mới được thưởng thức món ăn ngon như vậy. Nhưng sau đó lại chuyển chủ đề, Kezazu đề nghị Everzit hành động cùng họ, như vậy mới có thể bảo vệ cô ta. Chỉ cần cô ta mở lời, ngay cả ma vương hiện tại, Du cũng có thể lập tức lấy mạng. Sau khi hoàn thành công việc, phần thưởng sẽ là trái tim của ma vương, hòn đá hiển nhân. Sau đó cô ta sẽ trở thành ma vương, về sau có thể cùng đàm phán hòa giải với con người. Everzit đáp, bỏ qua mấy cái lý lẽ anh vừa nói đi, kết cục chẳng phải sẽ là cơ thể của cô sao. Du đang trải lông ngựa ở trong nhà kho, nhân tiện hỏi Everzit Hắc dực tộc của ma tộc thật xuất chúng, có điều khiển ma vật một cách dễ dàng rồi, Evergit hơi lúng túng, vâng dạ, chỉ là quản giáo không tốt lắm, hơn nữa, còn thông qua thử thách mới có thể khiến nó nghe lời. Ma vật đó chính là thánh tử bệnh tật, Kaladizut, đã từng có một bệnh dịch lây lan khắp cả nước. Chính là loài thần điều này đã loại bỏ được căn bệnh đó và bay đi. Nó cũng là loài ma điều hủy diệt, chỉ cần vỗ cánh thì cả một đất nước sẽ bị diệt vong. Như vậy cũng có thể nói là nó đồng thời có khả năng trị bệnh và khả năng lây bệnh. Kezazu ngay xong cũng vừa hay đang thiếu binh lực đi bắt nó thôi. Hơn nữa, bản thân anh ta còn lại, anh hùng trị liệu. Kezazu vừa bước lên phố đã nhìn thấy nhà hàng hôm qua đã biến thành một đống đổ nát không thể không thở dài. Vừa nói xong thì phía sau chuyển đến một tiếng móng vuốt sắt. Hóa ra là mấy tên đầu trâu ngày hôm qua cưỡi ngựa đến cuồng lao đến. du vội vàng trốn đi, còn hỏi tên ngu ngốc kia có tìm nhầm người không vậy. Nhầm con khỉ, dù anh ta có thay đổi khuôn mặt nhưng mùi vẫn thế, thật không thể ngờ đấy. Lúc này, du nảy ra một ý tưởng, xem ra phải tổ chức một cuộc trả thù cho đồ ăn rồi. Đợi đến tối, Kezazu đưa theo Setsuna đến hiện trường, lần theo mùi để tìm dấu vết của chúng. Quả nhiên đã tìm đến một khu rừng bí mật, tìm thấy con thú cưng bọn đầu châu tấn công lúc sáng. Vì vậy anh ta đã lấy từ trong túi một lọ thuốc màu hồng. Con thú cưỡi sau khi người bắt đầu phát điên đến cả dây xích cũng đứt, xông thẳng và chăm lều. Tên đầu châu vội vã chạy ra ngoài nhưng bất lực. Tốc độ của hắn ta kém xa thú cưỡi, kết quả bị nó đè lên người. Trải qua một sự việc khó có thể diễn tả, cả hai ngất đi trong sự sung sướng những tên khác nhìn thấy thú cưỡi mình nuôi đã phát điên chuẩn bị lấy dao ra xử lý nhưng kezazu lại tốt bụng đánh ngất tất cả bọn họ ném vào trong hang động phân phó sesuna sử dụng kỹ năng của lang bang tộc đóng băng xung quanh bọn họ không thể leo ra ngoài kezazu bắt đầu tra hỏi ở trong thành phố này người biết Everzit là ma vương được chọn chỉ có bọn mày thôi đúng không đương nhiên nếu bọn mày thành thật trả lời thì anh sẽ tha cho chúng mày một mạng tên đầu châu cũng cảm thấy sợ hãi liền nói ở thành phố này chỉ có tụi tao biết Everzit chính là ứng cử viên ma vương thôi. Hơn nữa còn bảo đảm sẽ không tấn công Everzit nữa. Kezaju cũng đáp ứng sẽ thả bọn chúng, nhưng phải đợi hai tuần sau. Hơn nữa sợ rằng bọn chúng sẽ đói bụng, nên anh ta đã để lại một đống thịt bò bên cạnh chúng. Nhưng cuối cùng, bên nào ăn được thì ai cũng không biết. Sau khi trả thù toàn bộ, Kezaju rất vui vẻ, cảm thấy không có gì dễ chịu hơn thế này. Ngày hôm sau, anh ta đưa phe đến một tiệm vũ khí chọn một cái chất lượng và giá cả của cây pháp trượng này thì khỏi phải nói, chỉ là giống như bên trong có chứa tạp chất. Kezazu cầm lấy và dùng thuật luyện kim xóa bỏ lửa cản bên trong pháp trượng. Sau khi phe nhận lại thử xem, quả nhiên ma pháp đã mượt mà hơn trước. Bây giờ kỹ năng gì cũng có thể sử dụng. Ông chủ thấy tay nghề của anh tốt như vậy liền trả lại một nửa giá vừa rồi. Để Kezazu sửa chữa lại hai giống y hệt như vậy, để hiện tấm lòng của mình, anh ta còn tặng thêm cho Kezazu một thanh kiếm mít thơ gì. Nếu không thì một doanh nhân như anh ấy không biết giấu mặt vào đâu đối với người ngoài nghề còn có thể nhưng hôm nay gặp phải chuyên gia không thể để ke du chịu thiệt thòi hơn nữa rất mong sau này có nhiều cơ hội hợp tác với anh và lúc này trên phố người dân nghe tin quân đội vương quốc Chozo đã đến nơi để lũ lượt ra xem ke cũng phân phó phe trở về trước anh ta muốn đi thám thính tình hình quả nhiên nong lãnh đạo một đội hiệp sĩ thánh thương đến xem ra lần này cô ta thật sự nghiêm túc ke nhìn thấy bờ xa trong lòng không ngừng tăng thêm thù hận nghiền răng canh kết anh ta thề lần này nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất. Lúc này, một người đàn ông nhắm về phía Kezazu, Kezazu cảm thấy trong lòng bối rối và không thể ở lại lâu, liền chạy trốn. Không ngờ rằng, chỉ là trong đám đông nhìn mà cũng thu hút ánh mắt nhìn của ba anh hùng Vương quốc. Nhưng cho dù có hay không người đàn ông kia thì Kezazu nhất định phải kéo Blade xuống địa ngục. Kezazu ở bên kia đang cùng vị thương nhân Capman hôm qua trao đổi về giao dịch trong tương lai. Kezazu nói rằng dự tính sẽ ở trong thành phố này kiếm một khoản khá khá để đi du lịch. Hơn nữa thân là một luyện kim thuật sư, chế tạo ra thuốc gia tăng sức mạnh và phục hồi thể lực cũng là điều dễ hiểu. Cáp Man thấy hai ống thuốc chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Cư dân ở đây đang cảm thấy bất an vì sự hiện diện của quân đội Chozo. E là lúc này có thể bán với giá cao đây, cũng nói với anh một chuyện. Tối hôm qua có một vị khách bị anh hùng kiếm đó đối xử rất thảm. Nghe nói là bị cưỡng hiếp, nhưng mà địa vị của đối phương ở đâu chứ? Gia đình của cô ta cũng không dám hành động gì. Tốt hơn hết là không lại gần nhà của lãnh chúa bởi vì anh hùng kiếm thường xuyên lui tới quán rượu gần đó nghe tới đây tuyệt đối là một tình tốt có lẽ có thể để cho đại mỹ nữ phe đi quyến rũ hắn về đến quán trọ ke gia du gọi phe vào muốn cô giúp anh ta một việc hiện tại để cho phe dụ thì không thể được trang điểm cho anh đi trang điểm sao được thôi chỉ là cô không ngờ đến ke gia du lại có sở thích như thế không sai ke gia du vì để mấy người này không bị bullet hủy hoại nên chỉ có thể tự mình đích thân làm nhưng mà dù dùng hưu để biến thành con gái nhưng cái gì phải giữ thì vẫn phải giữ. Diện mạo mới này đã được Setsuna và phe khen ngợi hết lời. Đây là lần đầu nhìn thấy một cô gái dễ thương như vậy sau khi được phe trang điểm cho. Vẻ ngoài này chắc chắn đúng trở một thiên kim tiểu thư, chỉ là quá đáng yêu cũng nguy hiểm. Có khả năng còn chưa gặp Blade đã bị hai công cụ cưỡng hiếp. Buổi tối, trên mặt của Du lộ ra nụ cười như một bông hoa duyên dáng trong đêm bước vào quán rượu. Kezazu ngồi nếm thử chút rượu một cách đoan trang. Mục tiêu lần này, Blade cuối cùng cũng đã xuất hiện cô ta cũng giả vờ bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang run rẩy bờ lết thấy một cô gái dễ thương như vậy nên bước đến làm quen sau một thời gian hai người nói chuyện qua lại với nhau kezazu hôm nay đã uống quá nhiều rồi không thể tiếp tục uống cùng cô ta nữa bờ lết nghe xong cảm thấy thật đáng tiếc rượu của ông chủ rất ngon bờ lết bỏ một chút thuốc ngủ vào trong ly bờ lết giả vờ ôn hòa uống một ngụm sau đó xông tới đút thẳng vào miệng kezazu lập tức đứng lên phản kháng nhưng mà tác dụng của thuốc rất nhanh chỉ vài giây sau anh ta đã ngất đi. Đêm khuya, Blade ôm Kezazu chuẩn bị trở về phòng của mình. Lúc này, một người đàn ông thần bí từ trong túi rút ra một con dao xông đến. Nhưng với công phu mèo vừa này, Blade chỉ cần nhẹ nhàng xoay người đã dễ dàng tránh được. du nằm trong lòng thật ra đã sớm tỉnh, nhưng vẫn muốn biết được sự thật từ người đàn ông này. Hóa ra đây chính là bố của cô gái bị hại lúc trước. Vừa nói xong, đối phương lại tấn công đến. Blade cười lớn, tiện tay ném Kezazu ở trong lòng. du ở trong không trung không thể tin được, xem ra không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Blade không thể ngờ rằng thuốc mê của mình lại không có tác dụng. Hơn nữa, loại thân thủ này đến suốt cuộc là ai? Mắt thấy Blade rút kiếm xông lên. Kezazu chỉ có thể giáng cho hắn một cú đấm vào mặt. Blade tức giận. Không dám tin Kezazu dám đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Blade kích hoạt thanh kiếm Danu giúp. Sau đó, ra lệnh trùng ánh sáng vàng bao trùm khắp cơ thể hắn. Kezazu hiểu rằng thần khí có thể cải thiện tất cả khía cạnh thuộc tính của cô ta, đồng thời cũng tăng cường khả năng hồi phục anh hùng kiếm sử dụng vũ khí của mình để ngăn chặn đòn tấn công nhưng lần thứ hai đã bất cẩn bị đâm trúng cổ họng nhưng những thứ này không hề có bất kỳ tác dụng nào rốt cuộc cô là sát thủ hay gián điệp đều không quan trọng cô ta rất thích những cô nàng mạnh mẽ cô ta sẽ thẩm vấn ke du nhẹ nhàng trên giường vừa thẩm vấn vừa trừng phạt vì dám làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lúc anh tỉnh lại tay và chân đã bị xích vào bốn góc giường ke du tỉnh sớm hơn cô ta nghĩ thả tôi ra Blaise nói xong liền ngồi lên giường, trực tiếp hôn keja du không thể chống cự. Sau đó, muốn đưa cô ta đến một thế giới khác cực là khoái cảm. Như nằm ngoài dự đoán, bên dưới lại có một khẩu đại bác và hai viên đạn. Cảnh tượng này khiến bullet buồn nôn ngay tại chỗ. Keja du lộ ra một nụ cười tà ác. Tận dụng lúc này tháo bỏ tất cả xiềng xích. Bullet ý thức được chuyện không ổn, nhanh chóng quay đầu muốn lấy vũ khí. Như nào sẽ như vậy. Keja du ở đằng sau phi ra vài con dao ghim vào tay của bullet. Nhìn thấy cô ta đã ngã xuống đất. Trên mặt của Kezazu lại lộ ra một nụ cười. Bắt đầu báo thủ thôi, nhìn thấy Blade ngất trên mặt đất, Kezazu cũng tốt bụng ngồi xổm xuống lục lọi lại ký ức. Vì vậy biết được 3 ngày sau, nó sẽ tiến hành một chiến dịch tiêu diệt hàng loạt. Qua một lúc, Blade tỉnh lại nhưng lại phát hiện chân của mình không thể cử động, Blade vùng vẫy vô ích. Kezazu mở tấm màn đỏ ở hậu trường ra. Lúc này, từ bên trong đi ra vài tên khỏa thân, Blade cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi hôm đó bị đám đàn ông khống chế. Kejazu nói rằng đám người đó đã bị đồng thời uống hai loại thuốc kích dục và đói cũng một lúc. Nếu không muốn bị ăn thịt, thì hãy làm thỏa mãn cơn dục vọng của chúng. Mắt thấy những mảnh vải trên người đã bị xé rách, Blade có chút sợ hãi chỉ có thể cười bỏ. Kejazu lúc này còn tốt bụng, sử dụng hưu để biến thành hình dạng của công chúa đến động viên cô ta. Cuối cùng Blade đã bị mấy tên đại hán về xung quanh ăn thịt. Cũng vào lúc này, Kejazu quay lại dáng vẻ lúc đầu. Xem ra đối phương cũng đã không còn dấu hiệu của sự sống. Anh lấy quả cầu và rời đi, sau đó chuyển mục tiêu của mình đến anh hùng pháo bút lít. Sẵn sàng, các Man vì có Kezazu cung cấp thuốc nước nên việc buôn bán diễn ra rất thịnh vượng. Kezazu đã bị sốc khi nghe thấy âm thanh đáng sợ phía sau lưng. Anh ta chính là một trong ba vị anh hùng của vương quốc, ưng nhãn tờ Z. Đối phương so với Kezazu còn mạnh hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện phía sau mà không hề có chút cảnh giác nào. Tờ giết nói, trẻ thế mà tài giỏi thật đấy. Không chỉ về thuật giả kim mà cậu ta còn tài giỏi về giả nhìn trộm nữa. du nghe những lời này, ngay lập tức cảm thấy một luồng sát khí chính vào lúc kezazu chuẩn bị rút kiếm xa chống lại tuy nhiên tờ giết thấy kezazu có năng lực xuất chúng như vậy muốn mời anh ta gia nhập kezazu chưa cần suy nghĩ đã lập tức từ chối bởi vì bản thân chỉ thích tự do du hành hơn nữa đứng trên tháp cao nhìn trộm chỉ là để đề cao cảnh giác đề phòng sự xuất hiện bất ngờ của quân đội trong thành phố tờ dít tin câu này nhưng cũng nhắc nhở kezazu lần sau đừng hành động một mình bằng không anh ta sẽ thực hiện biện pháp đối phó tương ứng Sesuna bên cạnh cũng cảm thán anh ta chính là một cao thủ, nhìn một cái liền sởn cả tóc gáy. Trở về phòng, Kezazu suy nghĩ kỹ càng, lợi thế của đối phương chính là nằm ở tầm nhìn rộng, các dây thần kinh phản xạ cũng rất nhạy cảm. Vì để có thể đánh ngã anh ta điều quan trọng nhất lúc này chính là kỳ kế ước với viên đá quý, biến nó thành vũ khí của dũng sĩ mới có thể cùng cạnh tranh. Kezazu hy vọng có thể đạt được năng lực siêu việt, khiến bản thân bất tử. Nói xong, Kezazu đặt bàn tay mình lên viên đá, bắt đầu thông qua xác nhận dũng sĩ vậy thì nó sẽ cho du mượn sức mạnh của mình để anh có thể thay nó hành sự anh muốn truy cầu những gì ở nó nó chính là vũ khí riêng của du vậy đây là thứ anh mong muốn với thứ này du có thể trở thành một anh hùng thật sự binh lính bên này báo cáo anh hùng kiếm đã mất tích ba ngày nay mà không có bất cứ một tin tức gì Nong cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao đám anh hùng tên nào tên ấy đều là phế vật chiến dịch vẫn tiến hành theo kế hoạch nhị công chúa bước lên đài chúng ta đến đây là để cứu rỗi thành phố này khỏi sự kiểm soát của ma tộc ma vật đang đối xử với nhân loại không khác gì vật nuôi không chỉ là hút máu chúng còn đang gia tăng sức mạnh của chúng ở đây người dân không thể nhịn nổi nữa không chỉ kiểm soát nhân loại bằng nỗi sợ hãi mà còn tẩy não khiến người dân tấn công sao ma tộc có thể làm chuyện tồi tệ đến thế tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của cô ta mượn động cơ bạo loạn của người dân để tiêu diệt ma tộc với tư cách là một vị tướng toàn bộ người trong thành phố đều bị tiêu diệt đất nước sẽ tái sinh cho thành phố một lần nữa. Lúc này, du từ cửa sổ nhìn thấy Cáp Man ở trong đám đông. Kết quả bị binh lính đâm trúng ngực, đợi Kezazu chạy xuống, chỉ còn lại một cái xác không còn hơi thở. Kezazu rơi vào bi thương, anh ấy chính là người bạn duy nhất của Kezazu ở thành phố này. Rõ ràng là một người tốt, tại sao lại phải mất mạng? Căn bản không thể tha thứ, nhất định phải báo thù. Ngoài trời đổ mưa lớn, du ngẩng mặt lên đã không còn cách nào có thể phân biệt nước mưa hay nước mắt. Là nhân loại bị tẩy não bởi ma tộc sao? Cáp Man, tính mạng của cậu sẽ không vô ích. Nong, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô ta bên này đã đem lãnh chúa nơi này giam vào nhà lao, đột nhiên binh lính báo cáo, mặc dù bị ma tộc và ma vật phản kháng, những cuộc tiêu diệt vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ là xuất hiện một kiếm sĩ bí ẩn đã tiêu diệt toàn bộ đội. Nong nghe xong có chút nghi hoặc, vội xuất động những binh lính khác nhất định phải bắt sống hắn. Chính vào lúc này bên ngoài bầu trời đã xuất hiện hình chiếu khổng lồ. Hình ảnh phe trên bầu trời bắt đầu nói: Cô dừng lại ở thành phố này một thời gian ngắn là có lý do riêng của mình. Vào những ngày ấy, cô đã chứng kiến cảnh con người và ma tộc sống chung cùng nói cười với nhau, bọn họ căn bản không hề bị tẩy não. Mặc dù không thể nói ma tộc đều lương thiện nhưng họ đều giống như nhân loại. Đây hoàn toàn không phải thánh chiến gì cả, chỉ là một cuộc toàn sát mà thôi. Nong nhìn thấy cảnh trước mắt có chút hoài nghi, rốt cuộc cô ta có phải phe không? Cuối cùng binh lính nghe theo lời của công chúa phe, toàn bộ buông bỏ vũ khí xuống. Kejazu cùng lúc này đã hạ gục tất cả vị sĩ bên ngoài hành lang. Nghe thông tin sau cánh cửa lớn, Nong thảo luận về phe bình thường, luôn coi người dân như một con mọ. Ngày hôm nay có thể bị người khác điều khiển, kiếm sĩ bí mật đã nhìn trộm trên tòa tháp khi trước được nhắc đến chính là Kejazu. Anh ta ở bên ngoài nhận ra ả à Nong này rất thông minh, có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Kejazu phá vỡ cánh cửa, nhưng đối đầu với anh chỉ là mũi tên im lặng của Torzit bắn ra. Nong ở bên cạnh than thở cho rằng anh hùng trị liệu chỉ có thể trị liệu không thể đánh bại Torzit đối phương cử ra hai chiến binh dẫn trận kết quả là đã bị ke Ra du đánh gục ngay tại chỗ tờ rít cũng rút kiếm ra tấn công nhưng toàn bộ đều bị ke Ra du tránh được mắt nhìn thấy kẻ địch từng bước đến gần tờ rít chỉ có thể rút thanh kiếm lớn ra quyết chiến trực diện như nào chỉ có thực lực hơn thậm chí anh ta còn sử dụng vũ khí giấu kín và dao găm ke đối mặt với một tuyển thủ toàn năng như nam chính của chúng ta là anh hùng trị liệu ngay cả khi vũ khí ẩn chứa độc tính cao thì cũng không thể nào địch lại kháng thể của anh ta Tờ Zit cũng biết rằng tuyệt đối không thể chạm vào bộ giáp đó, vì vậy phải hết sức cẩn thận với trận đấu cuối cùng, nhưng sau tất cả vẫn không ngờ, Hưu có thể gây sát thương trong khu vực xung quanh. Cuối cùng Tờ Zit cũng đủ mạnh để tồn tại thêm vài giây trước khi phát nổ mất mạng. Căn phòng bây giờ cũng chỉ vòn vẹn hai người, Nong và Kezazu. Kết quả cô ta ăn trọn một cú đấm rồi ngất đi. Đợi sau khi Nong tỉnh lại, phát hiện mình đã bị xích treo lên trong một căn phòng u ám. Lúc này, Kezazu cũng bắt đầu vì Anna và Capman tiến hành báo thù. Đầu tiên là gửi lời chào thân thiện đến Nong. Đội quân Vương quốc bên ngoài đã rút lui, sẽ không còn ai có thể cứu cô ta. Nếu cô ta không muốn bị lột sạch thì phải viết lên cổ dòng chữ, cô ta là chủ mưu của trò chơi này. Nội dung của trò chơi này là phe biến thành phế vật biểu diễn ở trước mặt Nong. Ba người cùng nhau đánh dấu địa chủ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Kezazu bắt lấy Nong nói, bản thân anh ta rất thích những người có tính cách mạnh mẽ như vậy. Sau đó lại sử dụng hưu để thay đổi ký ức, khi tỉnh dậy sẽ trở thành em gái mình Alien. Buổi sáng ngày hôm sau, Kujeha vì lo lắng cho an nguy của Kezazu mà vượt ngàn dặm tới đây. Nào ngờ mới một thời gian ngắn, bên cạnh Kezazu đã xuất hiện thêm một em gái. Điều này khiến cho bản thân lập tức biến thành bình giấm chua. Nhưng với Kezazu càng nhiều thì càng tốt, với lựa chọn công bằng với tất cả mọi người, ai cũng đều có phần trừ Everzit không bị chinh phục ra. Sau đó bọn họ bắt tay vào một cuộc hành trình mới, nhưng là vì giành được viên đá hiển nhân. Phải chia quân ra thành hai đội để thuần hóa thần điểu, thì Everzit mới có thể lật độ ma vương hiện tại nhưng hành trình báo thù vẫn chưa kết thúc mục tiêu tiếp theo chính là anh hùng pháo bút lít bên này quốc vương nhận được tin tức đã phái bút lít đi bắt ke ra dù ông ta nhìn thấy trên tường tràn đầy lạnh truy nã trong lòng giống như rất cao hứng cảm ơn các bạn đã xem video này hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé